Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Châu Hoàn Tích. Trong video ngày hôm nay thì sẽ có bộ đôi đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen và Onesta. Đây đều là những chiếc đồng hồ thuộc dòng cao cấp đến từ hai thương hiệu này. Đó, và sẽ có những cái mức giá thành rất tốt khi mà đây đều là những phiên bản hàng lướt còn rất là đẹp. Đấy, và em muốn gửi đến cho bác. Rồi, chiếc đầu tiên mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho bác ở đây chính là một chiếc Orange Star. Dòng này thì chắc không còn xa lạ với anh em nữa. Một chiếc ở từ một quần hớt màu trắng, đây mi vàng. Đó, nhưng mà hiện tại thì em đang còn một chiếc lướt còn rất là đẹp. Và hiện tại giá thành của em này là chính là 6 triệu 200 nghìn đồng. Một cái mức giá rất tốt nhá. Chỉ có là 6 triệu 2 thôi. Đó, 6 triệu 2 thì anh em bỏ ra nó bằng một con Salomon Gen 3. Đấy, tầm một con Salomon Gen 3, và nó còn rẻ hơn cả một chiếc Salomon Gen 4. Hiện tại giá thành Salomon Gen 4 cũng phải lên đến 7 triệu rồi, 7 triệu hơn rồi. Đó, rồi chúng ta sẽ có ở đây là chính là mã hiệu của em này, là chính là gạch RE gạch AT 0004N, và các bác có thể 004S nhé. Các bác có thể tra cứu mã hiệu của em này ở trên Google để biết thêm thông tin. Và chúng ta sẽ có một cái phiên bản tình trạng còn rất là đẹp. Đấy, chỉ có những cái vết xước lông mèo phe phải trên cái phần thân vỏ phiên bản này thôi. Còn lại thì nó còn rất mới nhá, tình trạng máy móc còn rất ngon. Ở đây chúng ta sẽ có là ba kim, một ô cửa sổ tìm một phần hớt này, được đặt ở góc 9 giờ. Và với cái phiên bản này thì đây là cái version mới, cho nên là ở hướng 12 giờ sẽ có một cái ô power reset, và cái độ tích cót của phiên bản này được đẩy lên là 50 giờ. 50 giờ nhá, cao hơn phiên bản trước ở đâu đấy 10 tiếng. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một dòng chữ Orange Star Automatic này. Các phần kim cọc là kim cọc sở kẻ vạch. Hai mũi giờ chính vẫn đặc trưng là kim cọc sở La Mã. Ở đây chúng ta sẽ có thể thấy là những chi tiết mạ vàng PVD màu vàng gold được phủ trên cái phần kim cọc của chiếc đồng hồ này, tạo nên một cái nét nó rất chi là sang trọng. Đấy, với mặt trắng mà mạ vàng gold thì các bác có thể thấy rằng là cái phong cách này ấy, người ta đã mang đến với rất nhiều thiết kế của rất nhiều đồng hồ khác trên thế giới. Và với cái mặt trắng đường mi vàng gold này thì bác có thể thấy là nó rất sang khi mà anh em lên tay. Rất phù hợp với đặc biệt là các bác các chú. Đấy, các bác các chú rất thích những cái kiểu dáng như thế này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là một dòng chữ Japan này. Rồi đầu máy F6R4 cho một cái cỗ máy khá là bền bỉ, đầy đủ những chức năng đi kèm như là hỗ trợ lên cót tay, dừng kim dây khi chỉnh giờ. Rồi tần số dao động là 21.600 VPH, và độ tích cót được đẩy lên là 50 giờ. Đó, rất là tốt nhá. Ở đây sẽ có được trang bị một cái mặt kính sapphire nguyên khối này, một cái mặt kính chống chảy chống xước gần như tuyệt đối cho bác. Rồi ở đây sẽ có là những cái chi tiết mạ vàng PVD được làm phủ trên cái viền bezel phiên bản này, rất đẹp, đã đúng chỉnh, cũng có logo OS đến từ thương hiệu Orange Star nhá. Về cái phiên bản này thì em sẽ lướt qua cái phần thân vỏ cho bác xem này. Đó, từ bộ dây cho đến cái chi tiết về phần thân vỏ của phiên bản này gần như còn rất mới. Nó chỉ có những vết xước, nếu như anh em nhìn kỹ thì sẽ có những vết xước lông mèo phe phẩy trên cái phần bộ dây. Nhưng mà cái vấn đề này thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chất lượng và trải nghiệm về đồng hồ của chúng ta. Đó, cho nên là anh em có thể cân đối với phiên bản này, giá rẻ mà còn máy còn cực kỳ là ngon, về cái tổng quan của cái phần thân vỏ còn rất là mới. Đây, các bác có thể thấy này, khóa bấm đến từ nghệ Orange Star nhé. Chiếc đồng hồ này thì có kích thước sa mặt là 39.3, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, anh em đeo những phiên bản này rất chi là hợp lý. Đây các bác có thể thấy là đối với cổ tay của em Trương, đây là cổ tay 16, đeo cho mình phiên bản này rất chi là đẹp ha. Một cái tông màu rất sáng, rất dễ nhìn. Đấy, và trông rất là sang trọng cho một cái phiên bản đồng hồ chỉ có 6 triệu 2 thôi. Đó, rồi về chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có phần đáy có những cái thông tin như là mệnh in Japan này, rồi đầu máy F6R4, rồi số serial number phiên bản này, resistance là 13, độ chống nước là 100 mét nước. Các bác có thể đi thoải mái đi mưa rửa tay, hoặc có thể là tắm rửa cũng được. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có là chứng nhận sapphire này, về Epson này. Đó, rồi với một cái mức giá 6 triệu 2, em nghĩ rằng là bác kiếm hàng lướt cũng không có ở đâu mức giá 6 triệu 2 đâu cho một phiên bản còn ngon như thế này. Đó, và bên em vẫn sẽ bảo hành những phiên bản hàng cũ này là 5 năm nhé. Vẫn reset này là bảo hành cho bác là 5 năm. Một năm đầu tiên thì miễn phí hoàn toàn tất cả những chi phí về lỗi máy và lỗi người dùng. Kể từ năm thứ hai thì bên em sẽ hỗ trợ các bác là 50% chi phí bảo dưỡng. Cho
cho nên các bác cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Đó rồi, đây là mẫu sản phẩm đầu tiên nhé trong video ngày hôm nay. Tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Citizen thuộc dòng NB. Đó, NB thì đây là một trong những dòng cao cấp rồi. Đó, và đây cũng là một chiếc hàng lướt, và tình trạng của em này phải gọi là siêu siêu lướt luôn, còn rất là mới. Tình trạng của phiên bản này là hàng lướt đầy đủ hộp sổ nhá, thẻ tác của phiên bản này. Đấy, các bác có thể tham khảo thêm, nếu như các bác mua các bác có thể tham khảo thêm về những cái cuốn sổ này. Đó, rồi chúng ta sẽ đi đến với nhân vật chính ở trong video ngày hôm nay, đó chính là một chiếc NB1050-59E. Đó, phiên bản này thì nó sẽ còn nguyên này, thẻ tác này, rồi ở đây sẽ có những chi tiết về bộ dây hay gì nó còn nguyên vẹn, gọi là nine new đến 99,99%, rất đẹp nhá. Các bạn có thể thấy một cái tông màu đen rất khỏe khoắn, một cái tông màu đen piano bóng loáng trên cái mặt đều của phiên bản này, một cái thiết kế không thể lỗi thời theo thời gian. Đó, từ đến từ thương hiệu Citizen, 3 kim 1 ô lịch, dòng chữ Citizen Automatic. Đó, và các phần kim cọc là kim cọc sự kẻ vạch. Đó, hết. Đấy là một cái thiết kế rất đơn giản nhưng mà được rất nhiều anh em lựa chọn khi mà anh em đeo đồng hồ. Đó, nó không bị rối mắt này, nó rất đơn giản và nó đáp ứng mọi nhu cầu của anh em luôn. Đó, rồi chúng ta sẽ có là bản nhật đầu địa nhé, Made in Japan, và một cụ máy vô cùng khủng 9011. Với cỗ máy khủng như này ấy, thì anh em sẽ có tần số dao động là 28.800 VPH, độ tích cọt là 40 giờ. Và với những phiên bản này thì sẽ chắc chắn không thể thiếu những cái công năng hỗ trợ đi kèm như là lên cọt tay, dừng kim dây rồi. Đó, rồi một cái tông màu đen rất khỏe khoắn nhá. Một cái ô lịch ngày được đặt khoảng 3 giờ này. Toàn bộ các phần kim cọc trên các đỉnh đầu của các múi giờ và phần kim giờ và kim phút đều có dạ quang nhá. Đó, vô cùng sáng. Đây các bác có thể thấy này. Em chỉ có để một chút vào ánh sáng thôi là nó đã sáng như này rồi. Đó, các bác có thể thấy này, để một chút thôi là đã sáng như này rồi. Đó, dạ quang của phiên bản này thì nó cũng phải gọi là phải 8/10 đấy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái mặt kính sapphire nguyên khối này, một cái mặt kính chống chảy chống sức tuyệt đối. Phần thân vỏ thì được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng chống gỉ 316L, một chất liệu thép được sử dụng rất nhiều trong y tế và trong ngành đồng hồ cũng như thế nhá. Đó, rồi ở đây chúng ta có thể thấy là về cái tình trạng của em này, nó gần như không một vết xước trên cái phần thân vỏ, còn rất mới. Và đặc biệt hơn thì khi mà anh em mua sản phẩm này ấy, thì anh em sẽ có một cái ưu điểm nữa khi anh em sẽ được nhận lại, đó chính là cái phần thân vỏ của phiên bản này sẽ được phủ công nghệ Duratech. Cho anh em nào chưa biết thì công nghệ Duratech là công nghệ gia tăng độ cứng cho phần thân vỏ. Nó cứng hơn gấp 3, gấp 4 lần so với thông thường. Ví dụ như cái chất liệu thép này, nó độ cứng của phiên bản này tầm 50 đi, thì nó gia tăng đâu đấy tầm lên đến 200, hơn 200. Thì với cái độ cứng như này thì anh em khi sử dụng ấy, nó sẽ hạn chế cho chúng ta để lại những cái vết xước sâu này đó, hoặc chẳng may chúng ta làm rơi hay là làm va quyệt vào đâu một cái lực mạnh ấy, thì chúng ta sẽ ít khi để lại những cái vết cấn nó đáng kể đó. Cho nên là đây là một trong những công nghệ mà độc quyền đến từ Citizen mà trang bị trên những chiếc máy đời cao rất là tiện ích. Rồi ở đây sẽ có là cái bộ dây này được phay xước toàn bộ nhá. Đó, rất là mới, một dòng chữ Citizen, một cái khóa bấm hai bên. Rồi kích thước size mặt của phiên bản này thì rất dễ đeo rồi, chỉ có là 38, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16. Anh em có thể cân đối đeo về cái phiên bản này. Đó, một cái cỗ máy ngon, một cái thiết kế đẹp, và mọi trang bị trên chiếc đồng hồ này phải gọi là gần như là hoàn hảo. Đấy, rồi ở đây chúng ta sẽ có phần đáy của chiếc đồng hồ thì cũng có ghi những cái thông tin cơ bản của nhà sản xuất như là độ chống nước là 13 này, đó, chứng nhận Duratech Made in Japan, rồi đây sẽ có là chứng nhận Sapphire thép chuyên dụng gỉ Brass Steel, rồi đây sẽ có thêm là 24 24 chân kính, một cái cỗ máy vô cùng khủng 9011. Đó, rồi với một cái mức giá hiện tại em đang gửi đến cho bác là 7.600.000 đồng, mức giá chỉ có là 7.600.000 nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, những phiên bản này thì ngày trước em đang bán là có thời điểm là 9.500.000 đó, nhưng mà đợt vừa rồi thì có giảm xuống cho bác hàng mới là 8.500.000 đấy, nhưng mà đợt này thì săn về được cho bác hàng siêu lướt chỉ có là 7.600.000 đồng thôi. Cái mức giá rất tốt, rất tiết kiệm cho anh em đâu đấy gần 1.000.000 cho phiên bản này đó.
Rồi, anh em nào quan tâm về hai mẫu sản phẩm này thì bác có thể liên hệ trực tiếp với em nhé qua số hotline 0969 77 82. Em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.